Gió mùa về rồi Pam cảm thấy như thế nào Pam nhỉ? Pam có thích không? Chào các gì, lại là mẹ cháu với 7749 kiểu tóc đây. Không hiểu hôm nay biết là đi học hay sao mà 6:30 á, nhỏ Pam đã đòi dậy rồi. Thật là bất ngờ, trong khi mẹ tưởng là phải ngủ đến 8 giờ như mọi khi cơ. Đây đây, các gì chấm cái kiểu tóc anten điện giật này mấy điểm nào? Tâm đi học thích không con? Thích. Mà này. Nhìn đeo ba lô thế thôi nhưng mà trong ba lô không có gì đâu các gì ạ. Đeo cho đẹp vậy thôi đó. Đeo giống học sinh nghiêm túc chưa? Đây này, còn đi lại tạo dáng đây này. Ôi cái gió mùa thu này đi xe máy đúng là best seller các bác ạ. Nhỏ em tôi thì cũng đang chill lắm đây này. Tuy là không cười thôi nhưng mà trong lòng đang hân hoan đến trường lắm đấy. Nhà em được cái là gần trường, thế nên là ba mẹ phóng vèo cái xe máy buổi sáng 3 phút là có mặt ở trường luôn. Vì sáng nay 6:30 nàng đã mở mắt rồi, thế nên là đến trường sớm. Mà đến trường sớm giờ này thì các bạn chưa tới, thì là mình chơi một chút đã. Vào lớp thôi. Khúc này em còn đang tiếc nuối cái cầu trượt hay sao mà gọi em mãi em không đứng dậy. Hoặc cũng có thể là ba mẹ sắp về nên là em nhớ ba mẹ em chăng. Rồi là đi học buổi đầu là cũng tự leo lên lớp luôn, không cần ba mẹ dắt lên luôn. Tôi với ông Long cứ lo là đi học với con khóc với con nhớ. Nhưng mà cái kiểu này thì cũng xin là ba mẹ cháu khóc trước ạ. Ôi chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một kịch bản đưa con đến lớp rồi, chuẩn bị khăn giấy này để còn chấm chấm nước mắt rồi đấy. Như thế này là các buổi sau đi học mẹ không phải lo rồi đúng không các gì? Nên này còn vẫy chân vui vui. Em ơi trông vui thế không biết nữa. Khúc này tôi hơi bị dị một tí, thế nên là tôi quyết định là tiếp tục đi lên đưa vào tận nơi thì tôi mới yên tâm đi về. Bye bye. Bye bye con gái nhá. Chào ba, con chào mẹ. Học có vui không? Có thích không? Thế mai lại đi học tiếp nhá. Ừ, bye bye. Tại gió thế nào? Quả đi. Phun gió nào. Bye bye. Em của các dì thì được cô khen là ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan, mà ăn còn hết suất cơm, trong khi ở nhà thì khá là khảnh ăn nhá. Nên là từ giờ phải chăm đi bộ đội để được các cô rèn cho chứ. Bây giờ như thường lệ thì em sẽ tới giờ đi tắm, thân tặng các dì bài về gội đầu và ba mẹ em đã sáng tác từ hồi mới đẻ em ra. Bye bye các dì, hẹn các dì ở video sau nhá. Gội cái đầu đẹp đẹp này này cho mình. Gội cái đầu mượt mượt này này cho mình. Gội cái đầu xịn sò này này cho mình. Gội cái đầu thơm thơm này này cho mình.